sẽ khiến cho tất cả các cõi chúng sinh đều được an ổn. Đó là khiến cho họ bỏ cõi ác, khiến cho họ khỏi xứ nạn, khiến cho họ dứt tất cả gốc rễ bần cùng, khiến cho họ sinh về tất cả cõi trời người yên vui, gặp được thiện tri thức gần gũi, nghe pháp thọ trì rộng lớn, sinh ra tâm bồ đề, thanh tịnh tâm bồ đề, chiếu sáng bồ tát đạo, nhập vào bồ tát trí, trụ bậc bồ tát thiện nam tử nên biết việc bồ tát làm rất khó khó gặp Bồ Tát hiện ra, người thấy được Bồ Tát lại càng khó hơn, Bồ Tát là chỗ nương nhỏ của tất cả chúng sinh, vì sinh trưởng thành tựu, là chỗ cứu giúp của tất cả chúng sinh, vì nhổ sạch các khổ nạn, là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, vì giữ gìn thế gian, là chỗ cứu hộ của tất cả chúng sinh, vì khiến cho không sợ hãi, Bồ Tát như phong luân, vì giữ gìn các thế gian, không khiến cho đoạn lạc có ói áp như đại địa vì tăng trưởng căn lành chúng sinh, như biển cả vì phước đức sung mãn vô tận, như mặt trời thanh tịnh vì trí huệ quang minh chiếu khắp, như núi tu di vì căn lành cao hơn, như mặt trăng sáng vì trí quang xuất hiện, như mãnh tướng vì hàng phục được ma quân, như ông vua vì ở trong thành Phật pháp được tự tại, như lửa mạnh vì thiêu sạch tâm ngã mạn và ái dục của chúng sinh như mây lớn, vì dưới xuống vô lượng mưa diệu pháp như mùa mưa vì tăng trưởng tất cả mầm tín căn, như thuyền sư vì chỉ dẫn nơi bờ mé biển pháp, như cây cầu vì khiến cho họ qua được biển sinh tử. Di già khen ngợi thiện tài như vậy khiến cho các bồ tát đều hoan hỉ rồi từ trên mặt phóng ra đủ thứ quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới chúng sinh trong đó gặp được quang minh đó rồi các dòng thần cho đến phạm thiên thảy đều đi đến chỗ vị di già di già đại sĩ liền dùng phương tiện để vì họ khai ngộ diễn nói phân biệt giải thích phẩm luân tự pháp môn tra nghiêm, các chúng sinh đó nghe pháp này rồi, đều đắc được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam miệu Tam Bồ Đề. Di già bèn thăng lên tòa ngồi, bảo thiện tài rằng, thiện nam tử ta đã đắc được diệu âm Đà La Ni, phân biệt biết được lời nói của chư thiên trong ba ngàn đại thiên thế giới. Các dòng dạ xoa, cản thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la ma hầu la già người và chẳng phải người với các phạm thiên hết thảy lời nói như ba ngàn đại thiên thế giới này mười phương vô số cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới cũng đều như vậy thiện nam tử Ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát Diệu Âm Đà La Ni Quang Minh này, như các đại Bồ Tát vào khắp được đủ thứ biển tư tưởng của tất cả chúng sinh, đủ thứ biển thi thiết, đủ thứ biển danh hiệu, đủ thứ biển lời nói, vào khắp nói biển tất cả câu pháp thân mật, nói biển tất cả câu pháp rốt giáo nói biển câu pháp trong một sở duyên có sở duyên tất cả ba đời nói biển câu pháp thượng đẳng nói biển câu pháp thượng thượng đẳng nói biển câu pháp khác biệt nói biển câu pháp tất cả khác biệt vào khắp biển tất cả chú thuật thế gian tất cả âm thanh trang nghiêm luân tất cả bờ mé tự luân khác biệt những công đức như vậy ta nay làm sao biết được nói được thiện nam tử từ đây đi về hướng nam có một thôn xóm tên là trụ lâm ở thôn xóm đó có vị trưởng giả tên là giải thoát người đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào tu bồ tát hạnh bồ tát làm thế nào thành tựu bồ tát hạnh bồ tát làm thế nào tích tập bồ tát hạnh bồ tát làm thế nào suy ngẫm tu bồ tát hạnh Bấy giờ thiện tài đồng tử nhờ các vị thiện tri thức nên đối với pháp nhất thiết trí sinh tâm tôn trọng thâm sâu, trồng niềm tin thanh tịnh thâm sâu, tự tăng ích thâm sâu, bèn đảnh lễ vị di già rơi lệ buồn khóc, nhiễu quanh vị di già vô lượng vòng, hâm mộ chiêm ngưỡng tử tạ mà đi.